những âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên. Lần đầu tiên sau 8 năm, phiến quân Syria đặt chân được vào Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria kể từ khi mà lực lượng chính phủ giành lại quyền kiểm soát Aleppo vào năm 2016. Trước các diễn biến căng thẳng, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng đối lập để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria ổn định tình hình. Tất cả tạo ra một cơn bão hoàn hảo. Và vì sao lại phải là lúc này? Nếu như không phải bây giờ, thì sẽ là khi nào đây? Những kẻ này họ đang suy tính kỹ càng, thăm dò xung quanh và nhận thấy lúc này chính là cơ hội. Tại sao sau 8 năm ngủ yên, cuộc xung đột ở Syria lại có nguy cơ tái bùng phát ngay lúc này? Ai là người đứng sau sự leo thang này đây? Và tình hình của Syria sẽ ảnh hưởng như thế nào để thế giới? Để tìm được câu trả lời, thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi, đâu là gốc rễ của cuộc xung đột ở Syria? Chiến tranh lạnh đã kết thúc. Sau khi trở thành cường quốc duy nhất tồn tại trên hành tinh, Mỹ bắt đầu triển khai một chiến lược toàn cầu được ví như là một cuộc thập tự chinh mới. Chiến lược này diễn ra theo hai hướng chủ yếu. Hướng thứ nhất là Mỹ tiếp tục mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và sử dụng liên minh này làm lực lượng xung kích trong chiến lược bao vây, kiềm chế ảnh hưởng của Nga, không để cho Nga tồn tại và phát triển như là một quốc gia có chủ quyền. Hướng thứ hai, Mỹ sẽ đẩy Nga ra khỏi nhiều khu vực ảnh hưởng mà Liên Xô trước đây đã từng thiết lập và Nga được thừa kế. Đây được gọi là thế giới thứ ba. Một trong những khu vực đó là Đại Trung Đông, vành đai địa chính trị hết sức quan trọng kéo dài từ khu vực Bắc Phi, Trung Đông qua bán đảo Balkan, dãy núi Caucasus, Trung và Nam Á. Đề án Đại Trung Đông của Mỹ nhằm đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Trong cuộc thập tự chinh lâu dài của Mỹ dưới danh nghĩa là ban phát dân chủ cho toàn bộ Trung Đông, việc chiếm đóng Afghanistan và Iraq sau sự kiện 11/9 chỉ là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn tiếp theo, Washington châm ngòi cho những biến động chính trị, xã hội mang tên là mùa xuân Ả Rập. Trong đó, Mỹ lựa chọn Syria là một mục tiêu then chốt và quan trọng nhất liên quan tới mục tiêu chiến lược chống Nga. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2011, làn sóng bạo loạn chính trị ở Syria bùng phát. Nó bắt đầu với những cuộc biểu tình của một bộ phận tầng lớp trẻ ở Dara bị tác động bởi cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập mà họ đã xem qua trên truyền hình, rồi sau đó bùng phát trên cả nước. Rốt cuộc thì nó đã trở thành một cuộc giao tranh giữa một bên là lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, với bên kia là các lực lượng đối lập được Mỹ và các nước đồng minh trong và ngoài khu vực Trung Đông ủng hộ. Nguyên nhân sâu xa, không gì khác là cuộc cạnh tranh địa chính trị quyết liệt giữa một bên là Mỹ đang theo đuổi tham vọng giành quyền kiểm soát vành đai Đại Trung Đông với một bên là Nga và Trung Quốc. Ban đầu thì Mỹ đứng bên ngoài để hiện thực hóa học thuyết lãnh đạo từ phía sau và chỉ đạo các lực lượng đối lập tiến hành bạo loạn để lật đổ chế độ Assad. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ quân sự của Nga, tương quan lực lượng trên chiến trường Syria đã thay đổi cơ bản. Từ thế phòng thủ, quân đội của Syria chuyển sang mở các cuộc tấn công, đập tan cuộc bạo loạn. Trước tình thế đó, thì Mỹ chuyển sang thực hiện cuộc chiến ủy nhiệm thông qua cái gọi là đội quân tự do Syria và các nhóm vũ trang đối lập đến từ nhiều nước, trong đó có lực lượng mà sau này sẽ trở thành nhà nước Hồi giáo khét tiếng. Thế nhưng rồi chiến lược ủy nhiệm cũng bế tắc. Mỹ tiếp tục chuyển sang sử dụng kịch bản Iraq. Theo đó thì các lực lượng đối lập ở Syria dựng lên sự kiện quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường. Mượn cái cớ đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ phát động chiến dịch quân sự trừng phạt Syria. Tuy nhiên, sáng kiến do Nga đề xuất về tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học của Syria và được chính phủ Syria chấp nhận đã dẫn tới sự ra đời của nghị quyết số 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm loại trừ nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào quốc gia này. Sau khi kịch bản Iraq bị thất bại, Mỹ quyết định can thiệp quân sự trực tiếp dưới chiêu bài là tiến hành chiến dịch chống khủng bố trên lãnh thổ của Syria. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2014, không cần sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Obama tuyên bố thành lập một liên minh với sự tham gia của gần 60 nước. Ngoài ra thì Ả Rập Saudi cũng tuyên bố thành lập liên minh của các nước Ả Rập với 34 nước tham gia. Trên thực tế, một mặt, đó chỉ là cái cớ để cho Mỹ bơm hàng nóng cho cái gọi là các lực lượng đối lập ở Syria. Mặt khác, tấn công phá hoại các mục tiêu kết cấu hạ tầng quân sự và dân sự của Syria. Chính vì thế mà từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, trong khi liên quân do Mỹ chỉ huy tiến hành chiến dịch nghe rất chính nghĩa mà họ tuyên bố, thì nhà nước Hồi giáo đã mở hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của Syria và giành quyền kiểm soát 80% lãnh thổ của quốc gia này, đồng thời áp sát thủ đô Damascus của Syria. Để hỗ trợ cho Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất sáng kiến thành lập Liên minh Quốc tế chống khủng bố ở Syria dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc. Đề xuất này không được Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng thống Putin quyết định thành lập Liên minh Quốc tế gồm Nga, Syria, Iraq và Iran
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2017, ông Putin tuyên bố về cơ bản nhà nước Hồi giáo ở Syria đã bị đánh bại. Đồng thời, thì Nga cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình ở Syria trên cơ sở là nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo đó, thì thiết lập chế độ ngừng chiến, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và các lực lượng đối lập ở Syria đàm phán để xây dựng hiến pháp mới. Trên cơ sở đó, thì tiến hành bầu cử quốc hội và tổng thống, từng bước ổn định tình hình ở quốc gia Trung Đông này. Ông Assad yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Syria bởi họ không có bất cứ cơ sở pháp lý nào để hiện diện ở quốc gia này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hiện diện quân sự trên lãnh thổ Syria với cái cớ là tiêu diệt tàn quân phiến loạn ở tỉnh Idlib. Thế nhưng thực chất là muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia tới khu vực Đông Bắc Syria. Phía Mỹ thì vẫn tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria với lý do là sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng đối lập, thực chất là để kiểm soát tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của quốc gia này. Bạn có thể gọi những gì diễn ra ở Syria là một cuộc nội chiến. Thế nhưng thực chất, nó chẳng khác gì là một cuộc chiến tranh thế giới thu nhỏ. Nó có sự tham gia của các lực lượng đến từ gần 90 nước, nhiều hơn cả số quốc gia tham gia trong hai cuộc thế chiến. Nó thật sự là một mớ hỗn độn, nơi mà mỗi phe phái đều có những đồng minh và kẻ thù. Mà lắm khi hai kẻ thù lại có chung một đồng minh. Hậu quả để lại là một Syria ngày càng bị tàn phá và vỡ vụn. Rất rõ ràng rằng chỉ có ông Assad là người thắng, ít nhất là về mặt quân sự, trong khi mà Mỹ đã có bàn thua chiến lược lớn trước Nga. Trong số các nhà lãnh đạo vấp phải mùa xuân Ả Rập, ông Assad là người duy nhất còn nắm giữ quyền lực. Thế nhưng ông vẫn còn tại vị cho tới nay là nhờ có Nga và Iran. Nếu không có sự hỗ trợ này, các lực lượng chính phủ của Syria đã không thể liên tiếp giành chiến thắng trên thực địa và kiểm soát phần lớn lãnh thổ đất nước. Tua nhanh đến hiện tại, chuyện gì đang xảy ra trên thế giới? Các đồng minh của ông Assad đang phải chịu nhiều áp lực. Nga đã đổ nhiều nguồn lực vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó thì Iran cùng với các lực lượng dân quân liên minh gặp phải những tổn thất nặng nề trong một chiến dịch quân sự của Israel ở cả Liban và Syria. Đúng vào lúc này, nước Mỹ đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ông Donald Trump sắp bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 tại Nhà Trắng. Và nếu bạn quên mất, thì ông Trump chính là người đã áp đặt chính sách gây áp lực tối đa lên Iran và phát động cuộc không kích nhằm vào các tài sản quân sự của chính quyền Syria. Những động thái chính trị toàn cầu này đã đóng vai trò lớn trong quyết định phát động cuộc tấn công của phe nổi dậy. Nó bắt đầu vào ngày 27 tháng 11. Các nhóm chống chính phủ đã phát động một cuộc tấn công vào các tỉnh Aleppo và Idlib. Nó có sự tham gia của các phe phái Hồi giáo, bao gồm HTS, một nhóm bị cấm ở Nga, cũng như là quân đội Syria tự do, FSA, do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hậu thuẫn. Trong 3 ngày, lực lượng phiến quân được cho là đã chiếm được ít nhất là 70 khu định cư, trải dài khoảng 400 km trên cả hai tỉnh. Đến tối ngày 29 tháng 11, một số người thậm chí còn tuyên bố chiếm được Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Sau đó có nhiều thông tin lan truyền nói rằng phiến quân đã tiến thẳng về thủ đô Damas. Ngoài ra thì có thông tin rằng Tổng thống Assad đã sang Nga cùng với vợ con, thế nhưng chưa được xác nhận. Trước lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, lực lượng không gian vũ trụ của Nga đã không kích thiết bị, cũng như là nhân lực, trung tâm chỉ huy, kho hàng và vị trí pháo binh của phiến quân. Một số nguồn tin quân sự của Syria cũng cho biết Nga đã cam kết sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Damas trong vòng 72 giờ. Bây giờ thì câu hỏi là tại sao đột nhiên cuộc xung đột lại có thêm động lực mới? Chúng ta hãy tập trung vào tỉnh Idlib, nơi mà khởi nguồn của làn sóng bất ổn mới. Trước cuộc khủng hoảng hiện tại, tỉnh Idlib vẫn là thành trì lớn cuối cùng của phe đối lập chống lại chính phủ Assad. Khu vực này đã trở thành tâm điểm của các lợi ích chồng chéo giữa nhiều cường quốc trong nước và quốc tế, tạo ra một môi trường bất ổn và căng thẳng. Năm 2017, như một phần của tiến trình hòa bình Astana, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đồng ý thiết lập các khu vực giảm leo thang, trong đó Idlib được chỉ định là một trong số các khu vực đó. Tuy nhiên, thỏa thuận đã nhiều lần bị vi phạm và các hoạt động quân sự vẫn cứ tiếp diễn. Ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan như là HTS đã làm phức tạp thêm cuộc đối thoại giữa các bên, vì nhiều tổ chức trong số này đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán và bị coi là bất hợp pháp, được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược và mối quan tâm về làn sóng người tị nạn mới. Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường hiện diện quân sự ở Idlib. Họ đã hỗ trợ một số lực lượng đối lập và thiết lập một mạng lưới các trạm quan sát, đôi khi là dẫn đến các cuộc đối đầu trực tiếp với quân đội của Syria và làm căng thẳng mối quan hệ với Nga. Trước những diễn biến mới nhất xảy ra, các tuyên bố và bình luận từ Ankara trái ngược nhau. Một mặt thì Ankara dường như cung cấp sự ủng hộ không thể phủ nhận cho phe đối lập. Mặt khác, họ dường như miễn cưỡng chịu trách nhiệm về các sự kiện đang diễn ra và bày tỏ sự thất vọng rõ ràng với các hành động của phe đối lập Syria. Cũng có những gợi ý rằng sự leo thang hiện tại có thể được dàn dựng bởi các tác nhân bên ngoài như là Israel và Mỹ. Sự bùng nổ bắt đầu ngay sau khi mà Israel và Hezbollah tạm thời ai về nhà nấy,
Và một tuần sau, các báo cáo về việc tăm lửa tầm xa của phương Tây được sử dụng để thọc sâu vào lãnh thổ của Nga, cùng với cuộc thử nghiệm trả đũa của Nga đối với hệ thống Oresnik, không loại trừ khả năng Mỹ và Israel tận dụng tình hình ở Ukraine, căng thẳng với Iran và lập trường chống Israel của Ankara và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga đã kích động tình hình bất ổn ở Syria để đạt được một số mục tiêu. Một mục tiêu như vậy có thể mở ra một mặt trận mới chống lại Tehran và gieo rắc bất hòa giữa Tehran và Ankara. Ngoài ra thì nó có thể nhằm mục đích tăng thêm sức ép lên lực lượng không gian vũ trụ của Nga hỗ trợ Damas, qua đó chuyển hướng nguồn lực của Nga trong bối cảnh mà nước này tham gia vào Ukraine. Phương Tây có thể đã tìm cách làm suy yếu thêm vị thế của Nga, hy vọng mở ra một mặt trận thứ hai chống lại Moscow với kỳ vọng đạt được lợi ích ở Syria. Dù thế nào đi chăng nữa, tình hình leo thang ở Syria đang vượt ra ngoài ranh giới của một cuộc xung đột cục bộ, đóng vai trò là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự bất ổn toàn cầu. Vùng Tây Bắc của đất nước Syria đã trở thành chiến trường nơi lợi ích của các cường quốc toàn cầu hội tụ, và tình hình leo thang phản ánh những rạn nứt sâu sắc trong trật tự thế giới hiện tại. Sự tham gia của nhiều phe phái, mỗi phe phái lại có mục đích riêng, đã biến khu vực này thành một thế giới thu nhỏ của những mâu thuẫn địa chính trị, có khả năng báo trước một cuộc khủng hoảng toàn cầu rộng lớn hơn.